Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, bão nhiệt đới Kirk chính thức hình thành gần quần đảo Cape Verde, trở thành cơn bão số 11 trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2024. Đây cũng là cơn bão thứ tư xuất hiện trong tuần, nối tiếp cơn bão cấp 4 Helen vừa càn quét qua Mỹ, khiến hơn 100 người thiệt mạng và tàn phá hàng loạt bang từ Florida đến Bắc Carolina. Theo thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Kirk đang ở vị trí khá xa ngoài khơi đại Tây Dương, nhưng dự kiến sẽ nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão cuồng phong dữ dội trong những ngày tới. Các chuyên gia dự báo khí tượng nhận định, Kirk có khả năng duy trì cường độ của bão cấp 4 trong một khoảng thời gian dài, gây nguy hiểm đáng kể cho khu vực đại Tây Dương. Mùa bão năm nay được dự báo là một mùa bão đặc biệt dữ dội, nhưng đã có thời gian tạm lắng kéo dài trong hầu hết tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến mùa bão Đại Tây Dương đã thay đổi chóng mặt từ tuần trước. Khi bão Helen đổ bộ bang Florida với gió mạnh và sức tàn phá khủng khiếp ở cường độ bão cấp 4. Tiếp sau bão Helen tấn công Mỹ, bão Isaac và bão nhiệt đới Joyce cũng hình thành cách nhau vài ngày nhưng không đe dọa tới đất liền Mỹ. Ông Justin Jones, chuyên gia dự báo bão của AccuWeather, chia sẻ với tờ New York Times rằng Kirk có thể trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay. Tuy nhiên, trong tương lai gần, cơn bão này có khả năng vẫn còn cách xa đất liền và không gây mối đe dọa trực tiếp tới các khu vực dân cư. Theo tin bão mới nhất của USA Today, các nhà dự báo thời tiết của Trung tâm bão quốc gia Mỹ đang theo dõi năm hệ thống riêng biệt ở Đại Tây Dương, bao gồm bão nhiệt đới Kirk mới được hình thành. Tuy nhiên, chỉ có một trong số năm cơn bão áp thấp này thực sự có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Mỹ, đặc biệt là khu vực phía đông nam. Trung tâm bão cho biết áp thấp có khả năng tác động tới thời tiết của Mỹ nằm ở biển Caribe. Một khu vực áp thấp rộng trên biển đang gây ra mưa rào và rông bão. Các điều kiện môi trường đang thuận lợi cho áp thấp này mạnh lên. Áp thấp này dự kiến mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới khi hệ thống di chuyển ở phía Nam Vịnh Mexico hoặc phía Tây Bắc Biển Caribe. Theo dự báo của Trung tâm, áp thấp này sẽ mạnh lên chậm hơn dự kiến với khả năng mạnh lên trong nửa cuối tuần này. Trung tâm cho biết, Áp thấp này có 40% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 7 ngày tới Các nhà dự báo bão của Accuweather cho biết Nguy cơ lớn nhất từ áp thấp nhiệt đới này là mưa lớn Với lượng mưa có thể ảnh hưởng tới khắp Florida Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta Trong ngày và đêm mùng 1 tháng 10 Bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Gió mùa đông bắc mạnh hơn ở đồng bằng Bắc Bộ và sự thay đổi thời tiết sẽ rõ rệt hơn. Chỉ trong 12 tiếng, tức là tính từ chiều ngày mùng 1 tháng 10 đến rạng sáng ngày mùng 2 tháng 10, nhiệt độ cảm nhận ở thủ đô Hà Nội giảm hẳn 10 độ C. Cụ thể, khoảng đầu giờ chiều mùng 1 tháng 10, nhiệt độ ở Hà Nội là khoảng từ 33 đến 34 độ C. Thì đến khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 10, nhiệt độ chỉ còn khoảng từ 23 đến 24 độ C. Đến rạng sáng có thể còn thấp hơn, trời khá rét. Cùng thời điểm, nhiệt độ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang xuống còn từ 19 đến 20 độ C. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm mùng 1 tháng 10, Hà Nội mưa rào và rông giải rác. Cơ quan trên nhận định, trong tháng 10, thành phố Hà Nội ảnh hưởng từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh, 1 đến 2 đợt mưa rông và mưa lớn cục bộ. Trên biển Đông xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Sáng ngày 1 tháng 10, khu Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 30 tháng 9 đến 8 giờ ngày 1 tháng 10 có nơi trên 140mm như Tả Giang Phình, tỉnh Lào Cai 258,8mm, Mỏ Vàng, tỉnh Yên Bái 206,8mm, Quảng Khê, tỉnh Bắc Cạn 147,2mm, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 254,8mm. Trong sáng cùng ngày, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa, mưa vừa và giải rác rông cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều cùng ngày đến ngày mùng 2 tháng 10, Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, hứng đợt mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 70mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trên 6 giờ. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ trên sông Thao. Mực nước trên sông Thao sông hồng lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 1 tháng 10, mực nước trên sông Thao tại tỉnh Lào Cai là 80,04 m, trên báo động 1, 0,04 m. Tại tỉnh Yên Bái là 27,03 m, dưới báo động 1, 2,97 m. Đến ngày mùng 2 tháng 10, mực nước sông Thao tiếp tục lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3 mực nước tại Yên Bái ở mức báo động 2 với dự kiến xả của thủy điện Đồng Sung là 2.500 mét khối một giây. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trong những giờ tới, đặc biệt tại các địa phương dưới đây, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An. Tối ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu pha Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, theo cảnh báo từ trang tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 10, tốc độ dòng chảy trên sông Thao tại Phú Thọ gia tăng, có thể ảnh hưởng đến cầu phao mới lắp. Trước đó, ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, chủ trì phối hợp với các lực lượng triển khai bắc nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng, thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày 9 tháng 9 khoảng 300 m. Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, lữ đoàn phải gia cố trên 11.000 m khối đá ở hai bến và đường lên xuống cầu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Ngày 28 tháng 9, đơn vị tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu. Để Bắc cầu, Lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc Bắc cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động. Thời gian người dân và các phương tiện qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, được phép đi qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa 5 km một giờ. Các loại ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi đi là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 mét, tốc độ tối đa cho phép 10 km một giờ các phương tiện và người đi lại qua cầu phao phải tuân theo sự tổ chức phân luồng của các lực lượng chức năng